Chào mừng các bạn đã đến với trang web của www.dịchvucongdong.com. Chương trình hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ C do nhóm XYZ trình bày. Trong chapter này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng kiểu dữ liệu hàng và kiểu enum. Chúng tôi có gửi cho các bạn một cái file có tên là kiểu dữ liệu C. .c. Các bạn hãy mở cái file này lên và mở cái chương trình chúng tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng sử dụng và hiểu rõ ràng hơn. Ở trong C, đối với một cái kiểu dữ liệu thì nó sẽ bao gồm là kiểu cha, có nghĩa là kiểu ký tự, kiểu integer, có nghĩa là kiểu nguyên, và kiểu thực dấu chấm động. Có nghĩa rằng nó sẽ bao gồm 3 kiểu là kiểu cha, kiểu ký tự, kiểu nguyên và kiểu thực dấu chấm động. Kiểu cha chúng ta sẽ khai báo như thế nào? Thì có 2 cách để khai báo cho kiểu dữ liệu là kiểu cha. Là chúng ta khai báo một cái biến kiểu cha và hoặc chúng ta khai báo một cái hàm kiểu cha, hoặc là chúng ta sẽ khai báo một con trỏ kiểu cha. Thì con trỏ cũng có nhiều loại, là con trỏ hàm, con trỏ biến, vân vân. Còn một cái biến hoặc là một cái hàm kiểu cha thì chúng ta sẽ khai báo như thế này. Cú pháp của khai báo một cái biến kiểu cha là chúng ta sẽ viết từ khóa cha và một cái tên biến. Tên biến chúng ta có thể tùy đặt như thế nào, tùy thuộc vào các bạn. Và cái cách đặt tên biến như thế nào, chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở cái chapter trước rồi. Thì khi mà chúng ta khai báo một biến mang kiểu cha thì cái biến này sẽ được cấp phát một cái vùng nhớ, và cái vùng nhớ sẽ chứa được một ký tự. Có nghĩa là cái vùng nhớ đó vừa đủ để chứa một ký tự thôi. Còn nếu chúng ta khai báo là một con trỏ kiểu cha thì con trỏ này cũng được cấp phát một cái vùng nhớ, và con trỏ này sẽ trỏ tới cái vùng nhớ mà các bạn định trỏ tới. Khi các bạn khai báo như thế này thì tất nhiên là con trỏ này chưa trỏ đi đâu cả, và nó trỏ mặc định là trỏ đi một cái vùng lung tung nào đó mà nó không hề biết trước. Khi mà chúng ta đưa con trỏ này trỏ tới một cái vùng nhớ nào đó thì nó như là một cái chìa khóa để mà chúng ta mở cái vùng nhớ đó ra thôi. Tương tự như vậy, nó gồm có kiểu dữ liệu là kiểu nguyên. Kiểu nguyên sẽ có 3 loại kiểu nguyên, là kiểu nguyên bình thường thì sẽ cấp phát cho chúng ta một cái vùng nhớ là 2 byte. Và cái vùng nhớ 2 byte đó thì các bạn biết rằng 1 byte là 8 bit, 2 byte là 32 bit. Vậy thì một kiểu nguyên nó sẽ chứa được là 2 mũ 32 số. 2 mũ 32 số, vậy thì nó chia ra một nửa là vùng dương và một nửa là vùng âm. Vì vậy nó sẽ là 2 mũ 31 nằm ở miền âm, và 2 mũ 31 trừ 1 là nằm ở miền dương. Và cách khai báo thì cũng là cú pháp là ta viết chữ integer là chữ in, và sau đó là tên biến. Thì khi ta khai báo như vậy, nó sẽ cấp phát cho chúng ta một cái vùng nhớ 2 byte để chứa cái biến kiểu integer này.
Tương tự như kiểu cha, nó cũng có thể khai báo con trỏ kiểu integer, con trỏ hàm kiểu integer, vân vân. Tiếp theo là kiểu nguyên không dấu, có nghĩa là nó chỉ chứa số dương thôi. Và nếu chứa số dương thôi, nó cũng có kích thước là 2 byte. Vì vậy nó sẽ có từ 0 cho đến 2 mũ 32 có thể chứa được. Nếu cái số của chúng ta lớn hơn cái số mà nó được cấp phát thì nó sẽ bị tràn và nó sẽ quay ngược lại. Ví dụ như 65.536 thì nó sẽ quay về là số 0. Có nghĩa rằng là khi các bạn đã làm tràn nó thì nó sẽ bị dư ra ngoài. Và khi dư ra ngoài rồi thì cái số đó sẽ bị mất đi. Ví dụ chi tiết thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong những cái chapter sau. Cú pháp của khai báo một kiểu nguyên không dấu là các bạn ghi từ khóa unsigned integer, sau đó là tên biến. Hay các bạn muốn khai báo một con trỏ thì các bạn ghi từ khóa unsigned integer và sao và tên con trỏ. Kiểu nguyên cấp phát 4 byte có tên là long. Thì 4 byte cũng tương tự như integer là 2 mũ 32. Thì cái vùng âm cũng được chia một nửa và vùng dương cũng được chia một nửa. Và cú pháp là từ khóa long và sau đó là cái tên của biến, hoặc long sau đó là tên của con trỏ. Unsigned long thì unsigned long là kiểu nguyên không dấu và kích thước là 4 byte. Vì vậy nó sẽ có giá trị từ 0 cho tới 2 mũ 32. Cú pháp thì các bạn dùng từ khóa unsigned long và sau đó là tên của biến. Tiếp theo là kiểu dữ liệu thực dấu chấm động. Thực dấu chấm động thì có hai loại là float và double. Kiểu float thì có kích thước là 4 byte. Còn kiểu double thì có kích thước là 8 byte. Cách tính 8 byte hay 4 byte như thế nào thì các bạn cũng có thể tính được để cho nó có thể chứa được những cái giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Thì ở đây chúng tôi cũng đã ghi chi tiết cho các bạn là nó có giá trị là từ 3.4 ơ mũ trừ 38. Có nghĩa rằng là gì? Là 3.4 nhân 10 mũ trừ 38 cho đến 3.4 nhân 10 mũ cộng 38. Còn kiểu thực dấu chấm động sẽ là 1.7 nhân 10 mũ trừ 308 đến 1.7 nhân 10 mũ 308. Một kiểu thực dấu chấm động nữa là kiểu long double. Thì long double có kích thước là 10 byte, có nghĩa là cộng cái long và cái double này thì được 10 byte. Cách khai báo thì không có gì thay đổi. Và độ lớn của giá trị mà nó có thể chứa được là từ khoảng 3.4 nhân 10 mũ 4.932 cho đến 3.4 nhân 10 mũ 4.932. Cách sử dụng chi tiết những cái kiểu này như thế nào, chúng tôi sẽ cho ví dụ
ở trong những chapter sau. Còn bây giờ, tiếp theo, các bạn hãy theo dõi về phần hướng dẫn sử dụng khai báo một cái hằng số. Thì hằng số là cái gì? Hằng số là một cái số bất kỳ mà chúng ta có thể sử dụng ở trong chương trình và nó sẽ không thay đổi trong suốt quá trình của chương trình dịch hay là chạy. Thì chúng ta có thể sử dụng bằng hai cách. Một cách thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo một cách tường minh là cái biến đó, xin lỗi các bạn, cái hằng đó là một cái kiểu gì, và chúng ta thêm từ khóa constant. Thì khi chúng ta thêm một cái từ khóa constant thì cái biến đó sẽ không bao giờ được thay đổi ở trong cái chương trình của bạn. Ví dụ như chúng tôi khai báo một cái biến A kiểu long, và chúng tôi sẽ khai báo là công tăng. Thì khi chúng ta gán cái biến A này bằng một cái giá trị khác thì cái giá trị A nó vẫn bằng cái giá trị ban đầu của nó, và giá trị A này không bao giờ thay đổi cả. Ở đây cú pháp là công tăng và một cái kiểu dữ liệu, sau đó là tên của cái kiểu dữ liệu đó. Ví dụ như các bạn khai báo một cái biến A kiểu long là hằng số, sau đó bằng một cái số nào đó, chấm phẩy. Thì các bạn có thể khai báo là một cái số bình thường, -123, -123, vân vân. Nhưng nếu các bạn có thể sử dụng nhiều cái từ khác nhau, ví dụ như các bạn thêm cái chữ L ở đằng sau cái số 123, thì nếu các bạn ở đây khai báo là một cái biến kiểu integer, nếu các bạn thêm vào một chữ L thì -123 này không phải là -123 khi mà nó được cấp phát vùng nhớ, mà nó sẽ là cái số 4 byte, và nó sẽ thêm tự động thêm vào những số 0 để cho nó đủ kích thước là 4 byte. Ngoài cái cách trên, các bạn có thể dùng cú pháp là define. Thì khi mà các bạn dùng câu lệnh define thì các bạn không cần phải khai báo cái kiểu dữ liệu nữa, mà các bạn chỉ điền vào nó là một cái hằng số như thế nào thôi, và tự động nó sẽ cấp phát vùng nhớ để chứa cái hằng số này. Ví dụ như các bạn muốn khai báo một cái hằng số là pi có giá trị là 3.141593 thì cú pháp là thăng define, và cái tên của cái hằng số đó nó đại diện cho cái số hằng số đó. Sau đó các bạn ghi cái hằng số vào. Thì khi các bạn viết cái dòng như thế này thì cái từ pi1 sẽ đại diện cho cái hằng số 3.141593. Các bạn thấy chúng ta có thể biểu diễn một hằng số bất kỳ, ví dụ như là một kiểu thực, dấu chấm động, một kiểu nguyên. Ví dụ như 2.3 là các bạn ghi đó là một kiểu nguyên, còn 3 chấm là một kiểu thực dấu chấm động, thì các bạn có thể là ghi 3.1, 3.0, 3.2, vân vân. Nhưng khi mà các bạn ghi 3.0 thì các bạn ghi là 3.0, 3 chấm như thế này thôi thì nó cũng sẽ hiểu là 3.0. Tương tự, nếu các bạn ghi 0 chấm
141593 thì các bạn cũng có thể bỏ số 0 đi và để là chấm 141593 thôi cũng được. Ngoài cái kiểu thực dấu chấm động ra, chúng ta còn có thể viết là như thế này. Ví dụ 123 nhân 10 mũ cộng 123 thì các bạn viết là 123 ơ cộng 123 chấm phẩy. Thì khi mà các bạn đã khai báo một cái hằng số như thế này thì xuống dưới các bạn ví dụ như các bạn ghi là num 4 cộng cho 4 thì nó sẽ lấy giá trị là 123 ơ cộng 123 nó cộng cho 4. Ngoài ra nó còn có cái kiểu hằng là kiểu ký tự. Ví dụ như các bạn define một cái num 6 là bằng cái dấu nháy đơn và trong đó chữ A, thì khi đó cái num 6 này sẽ mang giá trị là 97. Thì 97 là gì? Chính là cái mã ASCII của ký tự A. Vì vậy các bạn hãy chú ý, các ký tự đều là một cái kiểu nguyên cả. Và trong bảng mã ASCII, các bạn có thể tham khảo ở trong bảng mã ASCII. Ví dụ như các bạn có thể cộng hai cái ký tự số lại. Ví dụ như các bạn cộng ký tự A với 5 thì chắc chắn nó sẽ bằng 112. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng kiểu enum. Kiểu enum là một cái kiểu dữ liệu mà chúng ta tự định nghĩa lại. Ví dụ như kiểu integer là một kiểu số nguyên, float là kiểu số thực dấu chấm động, thì enum sẽ là một kiểu dữ liệu mà chúng ta tự định nghĩa lấy. Ví dụ như chúng ta muốn định nghĩa một cái kiểu dữ liệu mà luôn luôn chứa các giá trị là những ngày ở trong tuần, thì cú pháp của kiểu dữ liệu enum là chúng ta enum, sau đó cái tên của cái enum đó, và sau đó là các thành phần. Các bạn thấy ở trong cái block của enum là chứa các thành phần mà chúng ta muốn đưa vào cái kiểu của enum này là những cái gì. Thì như chúng tôi đã làm ví dụ, hai cái ví dụ để các bạn thấy cú pháp của một cái enum. Ví dụ như enum weekday 1 chứa các ngày tháng là sun, moon, day, vân vân. Và sau đó là một cái chữ day rồi với tới dấu chấm phẩy. Thì cái chữ day này và cái từ weekday 1 này là hoàn toàn giống nhau. Từ day này sẽ thay thế cho cái từ weekday. Và sau này nếu chúng ta sử dụng weekday 1 hay là cái day thì đều có giống nhau, có nghĩa là tên day này thay thế cho weekday 1. Còn nếu chúng ta không muốn sử dụng nó mà chúng ta luôn sử dụng trực tiếp cái kiểu là cái tên của enum đó thì vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Và ví dụ của kiểu enum chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ở chapter sau. Còn ở chapter này chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.